Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhân chứng vụ xả súng khủng bố tại trung tâm thương mại Krokus ngoài ô Moscow, Nga cho biết đã phải trốn trong phòng nồi hơi, quỳ sát đất để không bị kẻ tấn công phát hiện. Theo báo Tuổi Trẻ, theo hãng tin Sputnik, đêm 22 tháng 3, ít nhất 5 tay súng bắt đầu xả đạn vào mọi người ở trung tâm thương mại Krokus, vùng ngoại ô phía tây Moscow, Nga, ngay trước khi nhóm nhạc rock tên Picnic bắt đầu trình diễn. Đến nay, cuộc tấn công khủng bố làm ít nhất 60 người chết và khoảng 145 người bị thương. Chia sẻ với Sputnik, Alexander, lời kể nhân chứng thoát nạn trong vụ khủng bố vào Moscow, chỉ 2 phút trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, tôi nghe thấy tiếng nổ từ tầng dưới. Loa thông báo cho chúng tôi biết ai đó đã nổ súng. Chúng tôi lập tức chạy về phía sân khấu vì có lối thoát hiểm ở đằng sau. Nhân chứng này cho biết anh cùng những người khác bắt đầu đánh giá tình hình và bàn luận liệu có nên ở yên một chỗ hay tìm cách thoát khỏi trung tâm thương mại. Cuối cùng, họ chọn cách bỏ ra khỏi sảnh sự kiện và đi theo đường thang cuốn để xuống tầng dưới. Trong lúc này, anh Alexander vẫn nghe thấy nhiều tiếng nổ ở tầng 1 và tầng 2, đồng thời nhìn thấy một số người đột nhập và xả súng ở tầng 3. Một bảo vệ trung tâm đã cho chúng tôi vào phòng nồi hơi, boiler room, nơi đặt máy móc điều hòa, nhiệt độ một tòa nhà. Đang có khoảng 50 người dồn vào đó, giữa làn hơi nghi ngút trong khoảng 25 đến 30 phút. Chúng tôi dùng các trụ cứu hỏa ở gần đó để tự cứu mình. Chúng tôi làm ướt quần áo, đưa chúng lên che mặt và quỳ thấp trên sàn hết mức có thể. Một số người cố gắng phá cửa ra, khi ấy đã bị chặn từ phía bên kia, anh kể tiếp. Một lúc sau đó, lực lượng cứu hộ xuất hiện phá cửa và hộ tống nhóm người này ra ngoài an toàn, nhân chứng này cho biết. Trên đường ra khỏi trung tâm thương mại, anh Alexander thấy nhiều vũng và vệt máu tung tóe khắp nơi. Từ nhiều hướng cửa khác nhau, anh thấy nhân viên y tế bưng cán đưa thi thể ra ngoài, không rõ đó là nạn nhân hay kẻ tấn công. Chính quyền thành phố Moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc. Dựa theo số liệu thương vong, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại nước Nga kể từ năm 2004, thời điểm các tay súng Hồi giáo bao vây trường Beslan và bắt giữ hơn 1.000 người, bao gồm trẻ em. Trên mạng Telegram vào ngày 22 tháng 3, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận trách nhiệm vụ việc, tuyên bố họ đã thực hiện vụ tấn công vào đám đông lớn ở ngoại ô Moscow và rút lui an toàn về căn cứ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại Krokus. Theo lời người phát ngôn Farhan Haq của ông Guterres, Tổng thư ký gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến, người dân và chính phủ Liên bang Nga. Ông mong những người bị thương sẽ sớm khỏe mạnh, vị này nói. Lãnh đạo nước Tây Ban Nha, Pháp, Ý cũng đã lên án vụ tấn công xả súng ở Nga. Một quan chức Mỹ hôm 22 tháng 3 cho biết Washington đã có thông tin tình báo xác nhận việc IS chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Theo Nga, Ukraine đứng sau vụ xả súng tại Moscow. Truyền thông Nga dẫn luận điểm của một loạt chuyên gia an ninh tình báo, nghi ngờ Ukraine mới là chủ mưu và Mỹ biết trước về vụ tấn công. Thực tế, hiện tại, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ xả súng tại trung tâm thương mại Krokus, vùng ngoại ô phía tây Moscow, Nga, khiến ít nhất 60 người chết và 145 người bị thương. Nhưng có quan điểm khác, cựu trung tá Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB Alexei Filatov, người từng tham gia nhiều chiến dịch chống khủng bố, khẳng định biết chắc ai mới là chủ mưu thật sự. Ông Filatov phân tích với Sputnik, căn cứ vào cách tổ chức, lực lượng và phương thức được sử dụng, chúng ta thấy mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ càng. Tôi thấy một tốp liên tục nhắm vào người dân xung quanh sảnh sự kiện, trong khi một tốp khác nhắm vào bán mái nhà. Phần mái này có lẽ đã sụp đổ khiến vụ tấn công có vẻ hiệu quả trên truyền thông. Giờ đây, hình ảnh được thế giới thấy là địa điểm nhạc hội tốt nhất Nga cháy phừng phực. Cựu sĩ quan FSB chỉ ra điểm khác thường rằng vào hôm 8 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Nga đã yêu cầu công dân nước mình đang ở hoặc sắp nhập cảnh vào Nga không tham gia các sự kiện đông người. Họ biết có một vụ tấn công khủng bố đang được lên kế hoạch, chuyên gia này nhận định. Theo dòng sự kiện, nhiều ý kiến cũng cho rằng Mỹ đã có thái độ lạ trước vụ việc này.
Ngay sau vụ xả súng, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố Kiev không liên quan đến cuộc tấn công. Sau đó, một quan chức Mỹ cũng khẳng định Washington đã nhận thông tin tình báo xác nhận việc IS đứng sau vụ việc. Nhà Trắng cũng nói không có dấu hiệu cho thấy Ukraine có liên quan. Cựu phân tích viên của Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ Larry Johnson chỉ ra điều kỳ lạ quanh phản ứng trên. Chúng ta chưa biết có bao nhiêu tay súng, chúng ta không biết chúng dùng súng gì, chúng ta cũng chưa biết chất nổ nào được sử dụng, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã biết Ukraine không phải là chủ mưu. Tuyên bố này còn được đưa ra chỉ một ngày sau khi CIA phát hiện tài liệu cho biết Nhà Trắng và cộng đồng tình báo rất lo ngại trước các đòn tấn công không chính đáng từ phía Ukraine. Chia sẻ với Sputnik, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Hội cựu chiến binh lực lượng Alpha, đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố thuộc FSB, Sergei Goncharov cũng chỉ mũi dùi vào Ukraine. Ông nhận định, những gì vừa diễn ra là một thảm kịch kinh khủng, tôi nghĩ nó chỉ là một mắt xích trong một chuỗi. Do đó, tôi tin Ukraine sẽ phủ nhận trách nhiệm vì không ai công khai ủng hộ tấn công khủng bố. Hiện tại, tôi không thấy bằng chứng nào phủ nhận sự liên quan của Ukraine. Có thể thật sự một tổ chức khác chủ mưu, nhưng tôi vẫn tin đây là hành động của quân phát xít Ukraine. Ông Goncharov khẳng định, người đứng đầu tình báo quân đội Ukraine Kirilo Budanov trực tiếp chỉ đạo vụ xả súng. Trước đây, ông Budanov từng nhiều lần đe dọa sẽ nhắm vào thường dân Nga. Ông Goncharov nhấn mạnh những lời đe dọa trên đều không chỉ là nói miệng, khi hầu như ngày nào FSB cũng tuyên bố ngăn chặn thành công các hành vi khủng bố, phóng hỏa, đánh bom liều chết nghi do Ukraine chủ mưu. Theo dòng sự kiện, sau vụ xả súng tấn công ở Moscow, Nga, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm tấn công, tuyên bố cho rằng vụ tấn công do nhóm Islamic State Khorasan, ISIS-K, một chi nhánh của IS thực hiện. Hãng tin Reuters giải thích một số câu hỏi liên quan đến ISIS-K. Cụ thể, nhóm ISIS-K được đặt tên theo một tên cũ chỉ khu vực bao gồm các phần của Iran, Turkmenistan và Afghanistan nổi lên ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và nhanh chóng gây tiếng vang về sự tàn bạo cực độ. Là một trong những chi nhánh hoạt động tích cực nhất trong khu vực của nhóm IS, số thành viên của ISK đã giảm bớt sau khi đạt đỉnh vào khoảng năm 2018. Lực lượng Taliban và Mỹ trong những năm đó đã gây ra tổn thất nặng nề cho IS. Tuy nhiên, Mỹ cho biết khả năng xây dựng thông tin tình báo chống lại các nhóm cực đoan ở Afghanistan như ISIS-K đã bị suy giảm kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này vào năm 2021. ISIS-K đã thực hiện những vụ tấn công nào? ISIS-K đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công, bao gồm các cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo ở trong và ngoài Afghanistan. Đầu năm nay, Mỹ đã nhận được thông tin liên lạc xác nhận nhóm này đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng. Vào tháng 9 năm 2022, ISIS-K nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết người tại Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan. Nhóm này cũng chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Kabul vào năm 2021, khiến 13 lính Mỹ và nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc sơ tán đầy hỗn loạn của Mỹ khỏi nước này. Đầu tháng này, một tướng hàng đầu ở Mỹ ở Trung Đông cho biết ISIS-K có thể tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây bên ngoài Afghanistan trong 6 tháng tới và có rất ít hoặc không có cảnh báo trước. Trong khi cuộc tấn công của ISIS-K ở Nga cuối tuần này là một sự leo thang đáng kể, các chuyên gia cho biết nhóm này từ nhiều năm qua đã phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin. ISIS-K đã tập trung vào Nga trong 2 năm qua và thường xuyên chỉ trích ông Putin trong các tuyên truyền của nhóm này. Ông Colin Clark, thuộc trung tâm SOFAN, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington cho biết. Trong khi đó, chuyên gia Michael Kuderman, thuộc trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington, nói rằng ISIS-K coi Nga là đồng lõa trong các hoạt động thường xuyên đàn áp người Hồi giáo. Ngoài ra, nhóm này còn được coi là thành viên của nhóm chiến binh Trung Á, bất bình với Moscow. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.